Sau thành công lớn của bộ sưu tập Big Bang, Hublot tiếp tục cho ra đời những chiếc đồng hồ Classic Fusion, được cho là phiên bản rút gọn lấy cảm hứng từ những chiếc Big Bang anh em của mình. Classic Fusion sau khi ra mắt đã gây ấn tượng mạnh trong giới bộ điệu bởi sự nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật điêu khắc và kỹ thuật điêu khắc đồng hồ để tạo ra siêu phẩm sở hữu nét đẹp cổ điển và thanh lịch. Đồng hồ Hublot Classic Fusion 541NX1171LR là một chiếc đồng hồ tiêu biểu trong bộ sưu tập Classic Fusion của Hublot. Đồng hồ Hublot Classic Fusion 541NX1171LR là một chiếc đồng hồ tiêu biểu trong bộ sưu tập Classic Fusion của Hublot. Cổ máy thời gian này có kích thước 42mm, khá phù hợp với cổ tay của các quý ông người châu Á. Phần vành đồng hồ được chảy xước mờ. Nếu để ý kỹ thì phần giữa tay cùng các vân chảy xước sẽ đồng điệu một đường thẳng với vành, cho thấy được các nghệ nhân đã rất tỉ mỉ cho chi tiết này. Viên bốn đầu tay càng lại được đánh bóng sáng lóa như hai nút bấm chronograph. Núm chỉnh giờ được khía rãnh xung quanh để tạo ma sát khi tiếp xúc, giúp người sử dụng dễ dàng thao tác chỉnh giờ. Chiếc đồng hồ này có dây đeo cao su bọc da cá, rất sang trọng và khỏe khoắn. Mặt số chiếc đồng hồ được sử dụng tông màu đen, nam tính. Vì đây là chiếc đồng hồ có chức năng chronograph nên bộ kim trung tâm là kim chỉ giờ, phút, chronograph. Kim dây được thiết kế riêng một mặt số phụ ở vị trí 3 giờ. Riêng góc 9 giờ là bộ đếm phút hỗ trợ cho chức năng chronograph. Ô chỉ ngày được đặt ở vị trí góc 6 giờ. Hublot Classic Fusion không chỉ là một chiếc đồng hồ mà còn là tác phẩm nghệ thuật, một biểu tượng của sự đẳng cấp và sang trọng. Đó là lý do tại sao dù đã trải qua nhiều thập kỷ, nó vẫn chinh phục được trái tim của những người yêu đồng hồ khó tính nhất. Mang lại không chỉ giá trị sử dụng mà còn là giá trị thẩm mỹ, khẳng định phong cách và đẳng cấp của chủ nhân. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.